Chào tất cả anh em. Nay mình làm clip trên tay nhanh cập nhật với anh em. Hai em Zippo mới về ha. Em bên phải là em Police Rat đồng khách chìm chú ngựa chiến đang chồm phi nước đại nha anh em. Rất là uy lực mạnh mẽ cho anh em ha. Còn bên trái là em Cram trắng khắc nữ thần tự do nha anh em, Liberty ha. Biểu tượng của nước Mỹ luôn nha anh em, Liberty nữ thần tự do ha. Anh em nào có nhu cầu tuyển hai em về chơi thì cứ alo mình ha. Số điện thoại em tiêu đề clip nha anh em. Trên tay với anh em trước ha. Đây là em Police Rat đồng khắc chìm chú ngựa chồm phi nước đại ha anh em. Hai mặt, mặt trước mặt sau luôn ha. Một cặp ngựa luôn phi nước đại. Lấy bằng nha anh em. Hàng chính hãng với bộ Mỹ ha. Mới 100% nha anh em. Hộp đựng giấy tờ, mã vạch chính hãng đầy đủ ha. Anh em sử dụng hoặc làm quà tặng, quà biếu cho bạn bè, người thân cũng rất là hay. Sáng bóng sạch sẽ nha anh em. Mới 100% luôn. Zin từ A tới Z. Show kỹ anh em xem ha. Em nó mới về show tới anh em. Zin hết nha anh em. Anh em có nhu cầu cứ alo mình, số điện thoại em tiêu đề clip ha. Khắc chìm rất là mạnh mẽ, uy lực. Chú ngựa đang chồm phi nước đại ha. Mang lại sự mạnh mẽ, thành công cho anh em ha. Show kỹ anh em xem. Rất là nhạy lửa nha anh em, để nhẹ là lên thôi nha. Police Rat đồng cắt chìm chú ngựa ha. Còn đây là em Cram trắng khắc nữ thần tự do Liberty nha anh em. Biểu tượng của nước Mỹ luôn ha. Đáy lõm nha anh em. Sáng bóng sạch sẽ ha. Nhìn hết luôn, show kỹ cho anh em xem ha. Hộp đựng giấy tờ, mã vạch em nó cũng đầy đủ ha. Bên phải là chữ Liberty nha anh em. Ở dưới là và nữ thần tự do, giơ cái đuốc ha. Biểu tượng của nước Mỹ luôn, rất là ý nghĩa cho anh em trên tay ha. Anh em xem hình ảnh chi tiết các em nó thì vô trang Facebook mình ha, link ở phần miêu tả video. Anh em nhấp vô xem. Giá phần miêu tả video phía dưới clip nha, anh em kéo xuống xem. Bao ship toàn quốc cho anh em chơi. Đăng ký kênh với Bo Tuấn Nguyễn ủng hộ mình luôn nha anh em. Cảm ơn anh em ha. Rất là nhạy lửa. Anh em về chế săn xịn là xài thôi. Nữ thần tự do Cram trắng nha anh em. Mã vạch đầy đủ ha. Giấy tờ kèm theo các em nó đầy đủ luôn. Full box nha anh em. Rồi tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo ha. Chào anh em.